Nhận định soi kèo Swansea City với Barnsley 0:30 ngày 23 tháng 5 năm 2021. Con đường tiến vào trận chung kết play-off đang rất rộng mở với Swansea khi họ đã giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi. Mọi thứ sẽ rất khó khăn với Barnsley khi đội bóng này phải làm khách trên sân của đối thủ ở trận lượt về. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Năm cuộc đối đầu gần nhất giữa Swansea và Barnsley đều có ít hơn 2.5 bàn thắng được ghi và trở thành sự lựa chọn yêu thích cho những người đặt xỉu. Năm vòng đấu gần nhất Swansea chỉ có được đúng 5 bàn thắng và có tới 2 trận đấu tịt ngòi. Với một trận đấu có tính chất quan trọng như này và lợi thế 1-0 ở trận lượt đi, Thiên Nga Đen chắc chắn nhập cuộc rất chậm, thi đấu thận trọng để bảo vệ lợi thế của mình. Ở chiều ngược lại, hàng công của Barnsley cũng đang gặp không ít vấn đề. Đội chủ sân Oakwell Stadium chỉ có 4 bàn ở 6 trận đấu gần nhất và tịt ngòi tới 3 trận. Càng về cuối mùa giải, Barnsley đang cho thấy sự bế tắc trong lối chơi của mình. Phải đối đầu với một Swansea thi đấu cực kỳ toan tính, sẽ rất khó để cho đội khách ghi được nhiều bàn thắng. Kèo châu Á, chiến thắng tối thiểu ngày trên sân khách ở lượt đi đang mở ra rất nhiều lợi thế cho Swansea ở cuộc đối đầu này. Đoàn quân của huấn luyện viên Steve Cooper thi đấu không quá áp đảo đối thủ nhưng lại tỏ ra cực kỳ bản lĩnh ở những trận cầu lớn. 3 trận đấu gần nhất, ngoài trận thua trước đối thủ quá mạnh là Watford, Thiên Nga Đen đã giành được 2 chiến thắng trước những đối thủ cực kỳ khó chơi là Derby và Barnsley. Với lợi thế tâm lý cùng việc được thi đấu trên sân nhà, đội chủ sân Liberty đang được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Barnsley khá nhiều. Phía bên kia chiến tuyến, mọi thứ đều đang chống lại Barnsley. Đội chủ sân Oakwell Stadium đã không thể giành chiến thắng ở 3 trận đấu gần nhất, trong đó có tới 2 trận thua. Bước vào loạt play-off căng não, thầy trò huấn luyện viên Valérien Ismaël tỏ rõ sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của mình. Lịch sử đã chỉ ra rằng Barnsley chưa giành được bất kỳ một chiến thắng nào trước Swansea City ở mọi giải đấu. Trước một đối thủ kỵ dơ như vậy, cơ hội để Barnsley lật kèo ở trận lượt về là không cao.